mua nick Free Fire lên quân tới ngay sucsikẹo.vn đền bù 100% với tài khoản lỗi. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Thì ngày hôm nay mình và các bạn sẽ cùng trải nghiệm cái bộ trang phục thỏ Neo nha. Đậu xanh bên kia có người, chạy qua xử nó luôn, lao nháo pháo ăn xẻ cái đậu xanh này. Vãi trưởng, thanh niên áo đỏ chứng tỏ ca ve. Làm sao, muốn cái gì hả? Ok luôn, cực kỳ đơn giản thì Kẹo đã có cho mình được một kill luôn anh em. Rất là dễ luôn. Vâng, thì với cái bộ trang phục thỏ neon này hiện tại đang xuất hiện ở trong cái vòng quay chế tác game Free Fire nha mọi người. Thì anh em có thể là vào quay và có cơ hội đó là mở được cái gói thỏ neon, với lại thì gói người nuôi thỏ neon nữa anh em ơi. Ok nè, mới được có một kill mà thôi. Nói chung là kill đầu tiên trong mỗi trận đấu luôn là một cái kill nó vô cùng là dễ dàng luôn. Đánh giá sơ qua về cái bộ trang phục thỏ neon này, mình nhìn thấy nó là trông kiểu ngầu vãi trưởng, trông nó kiểu màu mè vãi trưởng ra luôn. Hiện tại thì đây nó là cái bộ trang phục xịn nhất trong vòng quay chế tác luôn. Cơ bản là hôm nay Kẹo Rick nên là sáng sớm đã nạp tiền vào để quay và trải nghiệm cho anh em xem luôn cái bộ trang phục này nó hot cỡ nào luôn. Đó, rất là đẹp luôn anh em ơi, rất là xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn. Được rồi, bây giờ là chúng ta qua đây nha anh em ơi. Vãi trưởng có người à? Có người hả? Thế nào vậy? Chạy xe luôn cả, hai đứa luôn cả. Căng à nha. Ui, vãi trưởng. Bạn kia, đừng KS mạng của mình vậy chứ bạn ơi. Thôi vãi trưởng rồi, nó dám ăn mạng của mình cả. Thanh niên này, hỗn, láo mất dậy. Nghĩ gì vậy? Cái đậu xanh nhà nó cay cú vãi cả trưởng ra anh em ơi. Nó ăn mất của tôi một kill rồi. Thanh niên cà ve này, lên bảng điểm số này. Như vậy là mình có được 2 kill rồi mọi người ơi. Thế là sáng ra là nạp 500k vào quay là trúng được luôn 2 bộ. Đó là bộ trang phục là thỏ neon với lại là bộ trang phục đó là người nuôi thỏ neon luôn. Lát nữa thì sẽ làm video trải nghiệm cho anh em xem sau nhá. Thì với cái bộ trang phục mình tạm gọi là thỏ xanh tím này, trông kiểu nó ngầu lòi ra anh em ơi. Nó mang theo trong mình một cái phong cách là phong cách chú hề rocker gì đấy. Nó na ná như vậy luôn. Ok nè, lút đồ xem là có gì ngon không đã mọi người ơi. Đồ rất là xịn sò luôn. Và tất nhiên là trong trận đấu ngày hôm nay cũng như là mọi ngày là Kẹo sẽ cố gắng giành lấy top 1 luôn nha mọi người. Ok nhá, đồ đạc đã chuẩn bị sẵn sàng và chúng ta lên đường thôi. Sorry anh em là ngày hôm nay là mình hơi bị gọi là ngạt mũi xíu, đâm ra là giọng như quần què vậy thì anh em thông cảm nhá. Nhớ là nếu như các bạn thấy video hay đừng quên like, chia sẻ video và đăng ký kênh ủng hộ cho Kẹo nhá. Đây rồi. Hello, có ai không đây? Vãi trưởng, có tiếng súng ở ngay phía trên luôn. Vãi cả trưởng, ở đây còn người nữa mà. Úi dồi, làm sao chạy đâu hả? Anh lại sợ chú quá cơ. Cơ bản là câu quả bóng kèo hơi bị fail anh em. Hơi bị lỗi. Ui vãi trưởng, lựu đạn ra ngoài cơ. Vãi cả trưởng này. À đây, nó đây. Chạy đâu Hải ơi. Anh lại sợ chú quá cơ. Úi dồi bóng kèo này. Làm sao, thích solo à? Thích solo bông keo hả? Xem là ai nhiều bông keo hơn luôn. Riêng anh là anh không phải ngại chú đâu nhá. Thế nên cà ve này, nó nghĩ gì nó đòi chơi mình anh em. Hỗn láo mới dậy kìa. Cái thằng áo đỏ chứng tỏ cà ve đó anh em. Ok, ăn lựu đạn nhá. Ui dồi ôi, chạy đâu. Vãi trưởng, nó dựng bông keo thâm thế nhỉ. Ui cao thủ đấy. Hình như là phóng lựu cầm tay. Vãi, căng. Tuổi gì? Úi dồi, nhìn kỹ là nó là thanh niên áo hồng anh em ơi. Màu hồng cá tính đó. Màu hường cá tính anh em. Qua đây cái coi nào. À đây kìa, vãi cả trưởng. Thôi xong rồi. Tuổi gì em ơi, tuổi gì? Úi dồi, dg.tuổigi.com luôn. Tuổi gì vậy? Bạn tuổi Tí, tuổi Sửu, tuổi Dần hay là tuổi Mão vậy? Còn mình là mình tuổi mèo nha anh em ơi. Mà không hiểu sao mình ăn uống thế nào gọi là như kiểu bị lợn nhập vậy anh em ơi. Mèo nhưng lại béo như lợn, đậu xanh vô lý hết sức à. Vâng, thì trong trận đấu ngày hôm nay của chúng ta còn lại tất cả đó là 10 người chơi nha. Đã tính thêm vị trí của Kẹo rồi anh em ơi. Uầy,
Đồ đạc cực kỳ là ngon lành luôn. Chúng ta có Goza với lại MP40, hai cái vũ khí cực kỳ là xịn sò. Hiện tại thì mình đã up lên tất cả những cái trang bị của hai cây súng này, đã lên đến đó là level 3 luôn. Và hai cái skin súng cực kỳ là ngon lành Goza Giáng sinh MP40, đó là MP40 năm mới, ui vãi chưởng. Thế nào kia vậy? À đủ, đứng kia làm gì, làm sao, thích solo hả, tuổi gì hả? Ui vãi chưởng, hiện tại thì kẹo đang bị chúng nó bao vây ở cả hai phía luôn. Ui căng thế. Các ông cứ từ từ thôi, các ông chơi căng thế này sao tôi chơi nổ được. Vãi cả chưởng rồi. Thôi xong rồi, chả nhẽ lại hỏng hết bánh kẹo là không có được anh em ơi. Từ từ, từ từ. Ấy bo thuốc lại kìa. Ui rồi, ghê vậy ai chơi. Thằng bé ăn trộm xe của mình này. Ui, vãi, thằng kia nó đứng nó canh mình luôn anh em. Thôi xong rồi, thế này là xong rồi, xong đời kẹo rồi anh em. À hình như là nó đang xây cái kia anh em ơi. Nó đang xây cái thằng đi xe kia, nó không để ý mình. Ấy thế thì vẫn đang còn ngon. Chúng ta đang còn một con xe Lamborghini nữa ở ngay phía dưới này cơ mà. Vậy thì sao phải ngại nhỉ? Lên xe và cùng đi săn mạng chiến thôi anh em. Đấy nhá, bây giờ là chạy thẳng vào mo luôn để cho nó tiết kiệm thời gian và công sức anh em nhỉ. Ui vãi trưởng, vãi trưởng, vãi hàng luôn. Và thằng bé lên bảng điểm số 4 kill cực kỳ là đơn giản luôn, mình chỉ cần là chạy xe vào trong mo nó lên bảng điểm số luôn. Ở đây là cái thằng lúc nãy này dám bắn mình đây này. Mất dạy à, mất dạy với anh à, làm sao quần hồng à, nãy gặp thằng áo hồng giờ thêm thằng quần hồng nữa. Hôm nay màu hường cá tính lên ngôi hả anh em, team đồ hường này. Hôm nay các bạn rủ nhau vào chơi game xong là bắt đầu là mặc mấy cái đồ màu hường à, riêng mình là mình lại thích màu hường anh em ơi, và ghét sự giả dối đó anh em thấy chưa. Thôi giỡn xíu, mình có phải thanh niên BD đâu mà như vậy nhỉ? Ten ten, sorry anh em, hôm nay là cũng quên đó, nên là đăng video lên cho anh em xem rất là chậm luôn. Đáng lẽ ra là mình làm từ trưa rồi thì sorry mọi người. Ok, rất mong là mọi người thông cảm nhá. Lên xe và chiến thôi. Tối nay thì cũng sẽ livestream với anh em như bình thường nhá. Đậu xanh, chạy qua đây cái nào. Nani, giờ là còn lại 5 người chơi à? Ây da, ok, cơ hội chiến thắng của kẹo đang ngày càng được tăng lên luôn anh em ơi. Thế này, trận này sẽ cố gắng top 1, cơ bản là bởi vì đồ nó quá là ngon luôn. Rất là ít trận anh em có được cái đồ ngon như thế này luôn. Thể, còn lại 5 thằng, ui vãi trưởng, lại thêm một đứa ăn tông. Ê, mình có khi là trở thành xế điên rồi anh em ơi. Lái xe kiểu tông phát nào trúng phát đó, ui vãi trưởng, thằng tay thỏ à? À đủ, dám fake thỏ để on à? Thằng kia là thỏ trắng anh em ơi, mình là thỏ neon cơ mà. Đậu xanh, giống kiểu như là tông ngộ không với lại bạch mã ôn. Thì bạch mã ôn tuổi gì nhở? Mà tôi nghe nói là bạch mã ôn nó lại là chức quan của tông ngộ không, nghe kiểu vô lý hết sức. Nhưng mà thôi. Đây nha anh em ơi, quấn đầy máu luôn, tự tin chiến đấu nhỉ. Ba người chơi nữa thôi. Cơ hội chiến thắng lúc này của kẹo đã lên đến đó là 25% luôn, rất là ngon nghẻ luôn anh em ơi. Y có bông keo này, đã dã man. Nãy giờ là mình đang thiếu bông keo luôn, bây giờ có bông keo là sẽ tự tin chiến thắng và giành lấy top 1 luôn nha anh em. Lên xe nào, nào mình cùng lên xe nào anh em. Ui, trông kiểu hôm nay giọng tôi trông kiểu khó chịu anh em nhỉ. Các bạn là đang bị chảy nước mũi xíu anh em thông cảm. Ốm à, mấy hôm rồi vẫn chưa khỏi anh em ơi. Nói chung là suýt khỏi, suýt khỏi để còn gáy với anh em nữa chứ. Mà nó còn lại 3 đứa này. What the hell? Chạy lên phía trên coi. Làm sao thằng nào trên này? Nổ anh cái địa chỉ cái. Anh lên gọi là anh solo với chú, san phẳng cả cái khu này luôn. Ngại gì nhỉ? Câu quả lựu lên đấy, gọi là câu xương xương thôi. Mình nghĩ là ở trên cũng chẳng có người đâu. À vãi trưởng, ở phía ngoài có người nha anh em ơi. Nó ngay ở ngoài kìa. Làm sao thằng nào? Thằng nào ngay ở ngoài vậy? À đủ. Ngoài này à? Thôi xong rồi, thôi xong rồi. Ui vãi trưởng. À nó dựng bông keo, hay quá. Phá luôn bông keo, thích dựng à? Cái đậu xanh này thích dựng à? Ma nhà nó, dựng bông keo cơ à? À đủ. Ui vãi trưởng, vãi trưởng. Nó có nỏ anh em ơi. Sao quả nỏ bắn xa thế nhở? Vãi trưởng rồi. Cái phóng lựu cầm tay của mình thì tầm bắn nó khá là ngắn. Cái đậu xanh không là mình cũng phóng luôn đạn phóng lựu cầm tay lên cho nó biết mặt luôn.
chẳng qua là nó sẽ hỏi anh em ấy. Ok ok. Vãi cả trưởng này, chạy đâu? Xong luôn 8 kill. Và bây giờ là chỉ còn lại thanh niên cuối cùng nữa mà thôi anh em ơi. Cái này là cuộc chiến 1v1 giữa mình và thanh niên cuối cùng rồi. Hiện tại thì mình đang cảm giác nó hơi bị hồi hộp, nó hơi bị lo lắng luôn anh em. Nào, thế là rốt cuộc thằng cuối đang ở đâu nhỉ? Chưa tìm ra luôn cái đậu xanh nhà nó chứ. Hello hello thằng cuối đâu? Nhanh nổ anh cái địa chỉ nào. Nhanh lên nhà bao việc. Đấy, kêu nó xong top 1 luôn cho nó nhanh nào, cho nó sớm trợ nào. Ơ kìa cái đậu xanh. Không thể nói đâu luôn. Vãi trưởng, sao vậy ta? Sao vậy nhỉ? Thằng cuối thôi mà tìm cũng không ra nữa nhở. Khốn nạn ghê gớm luôn. Đây anh em, tôi sẽ qua cái phía đây coi. Xác thì chẳng có gì đâu, toàn mấy cái xác gọi là nghèo lắm anh em ạ. Ui dồi ôi. Ơ kìa, thằng cuối đâu vậy nhỉ? Bo thì còn rõ là to ra. Chả biết nó trốn ở đâu anh em. Trốn đâu rồi em ơi? Hay là đang chơi game bị mẹ ganh vậy? Thế luôn đậu xanh. Tầm này chả biết kiếm đâu ra thằng cuối anh em. Nani? Không thấy thật luôn á hả? Sao vậy ta? Ơ có khi nào nó ở ngoài bo được chết bo không anh em? Ơ kìa. Này, mình ở trong bo rồi nhưng mà vẫn không thấy nó này. Ơ vãi trưởng. Bo ra luôn quẩy thôi. Top 1 easy, không cần hạ gục thằng cuối lên anh em ơi. Thằng cuối nó chết bo. À đủ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.